Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Đề nghị Bộ Quốc phòng Nhật Bản hợp tác chuyển giao công nghệ, an ninh mạng. Chiều mùng 6 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo Nhật Bản đã cử đặc phái viên, nguyên thủ tướng, Suga Yoshihide tới viếng quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru vui mừng nhận thấy từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 9 năm 1973, với sự nỗ lực của hai bên, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã có những bước phát triển vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và mở rộng trên tất cả lĩnh vực. Năm 2023, hai nước đã tổ chức gần 500 hoạt động thiết thực có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản triển khai thực chất, hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao thúc đẩy nhà đầu tư nhật bản đầu tư chất lượng cao nhiều hơn nữa vào việt nam đi cùng với chuyển giao công nghệ hợp tác nâng cao năng lực quản trị và đào tạo nhân lực hai nước cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế nâng kim ngạch thương mại song phương tạo điều kiện hơn nữa cho nông sản việt nam vào thị trường nhật bản thúc đẩy hợp tác oda thế hệ mới tập trung cho dự án lớn trọng điểm hợp tác lĩnh vực mới như chip bán dẫn trí tuệ nhân tạo Thủ tướng mong muốn Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác đào tạo nghề, hợp tác lao động và tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật sinh sống, học tập và làm việc, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân, hợp tác giải quyết vấn đề về dân số và phát triển, cạn kiệt nguồn tài nguyên, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và đề nghị hai bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ trang thiết bị, an ninh mạng, hợp tác giữa các doanh nghiệp quốc phòng. Thủ tướng cảm ơn chính phủ Nhật Bản đã dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả. Thủ tướng khẳng định, chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường giao lưu, nâng cao hiểu biết, củng cố tin cậy lẫn nhau. Bộ Quốc phòng hai nước cùng nhau hợp tác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, khả năng hợp tác và cùng có lợi, trên tinh thần, chân thành, tình cảm, tin cậy. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có đóng góp to lớn trong thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Bộ trưởng cũng thông báo kết quả hội đàm tốt đẹp với Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Ông nhấn mạnh, Chuyến thăm lần này nhằm góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nhật Bản và thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền và trao đổi lại với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hợp tác khác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý kiến. Tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực. Sáng mùng 6 tháng 8, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Sau lễ đón, hai bộ trưởng quốc phòng tiến hành hội đàm. Bộ trưởng quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới được thiết lập năm 2023, trong đó có sự hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thời gian qua, quan hệ quốc phòng Việt Nam Nhật Bản không ngừng mở rộng đi vào chiều sâu thực chất xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước bộ trưởng quốc phòng điểm tên một số lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh đào tạo quân y cứu hộ cứu nạn gìn giữ hòa bình liên hợp quốc thường xuyên tham vấn trên các diễn đàn khu vực nhất là trong khuôn khổ admm cơ chế đối thoại tham vấn giao lưu được duy trì thực hiện tốt hai bên đã duy trì đầy đủ đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng tham vấn sĩ quan tham mưu bao quân chủng, hải quân, lục quân, không quân. Theo Bộ trưởng Quốc phòng, đây là những cơ chế quan trọng được hai bên duy trì, thực hiện hiệu quả. Về phương hướng hợp tác, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng bước vào giai đoạn phát triển mới, hiệu quả, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn thường niên, hợp tác đào tạo, hợp tác quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Quân đội hai nước cần tăng cường tham vấn, phối hợp tại các cơ chế đa phương, qua đó góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Nhật Bản. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng Việt Nam vì đã tiếp đón trọng thị. Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến quân đội Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Kihara Minoru cho biết, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển. Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm. Về vấn đề trên biển, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, cam kết ở khu vực, nhất là UNCLOS 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC và thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC thực chất, hiệu quả. Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Kihara Minoru đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự kiến, ông Kihara Minoru sẽ trao xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tổng bí thư Tô Lâm sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo để chuẩn bị đại hội 14 của đảng. Ngày 6 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt đã họp để đánh giá kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2024 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là phiên họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí Thư nhằm duy trì nền nếp làm việc của lãnh đạo chủ chốt. Giữa cuộc họp có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí Thư Lương Cường. Tránh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc đã báo cáo tóm tắt những việc đã hoàn thành trong tháng 7, những việc trọng tâm cần giải quyết trong tháng 8 và thời gian tới. Hội nghị thống nhất đánh giá trong tháng 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tập trung giải quyết nhiều việc lớn, quan trọng về xây dựng tổ chức Đảng, về phát triển kinh tế xã hội, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, về các chính sách xã hội, nhất là biện pháp giúp đỡ nhân dân ở những khu vực bị thiên tai, động đất. Về cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội đề ra trong tháng 7 đều hoàn thành. Đặc biệt, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức lễ quốc tang trọng thể, chu đáo, tình nghĩa để nhân dân, bạn bè quốc tế bày tỏ sự kính trọng, tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị để bầu Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước liên tục, đảm bảo nguyên tắc, đảng lãnh đạo toàn diện, hiệu lực, hiệu quả sau khi lãnh đạo chủ chốt và thường trực ban bí thư thảo luận, tổng bí thư, chủ tịch nước tô lâm kết luận một số nhiệm vụ mà toàn đảng và hệ thống chính trị cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới. cụ thể, tổng bí thư, chủ tịch nước tô lâm yêu cầu tập trung giả soát những công việc còn lại từ nay đến hết năm 2024 và đề ra các giải pháp, biện pháp để hoàn thành nhanh chóng, hiệu quả. Cùng với đó, là tiếp tục công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo tốt nhất đối với hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội 14 của Đảng cần tiến hành các nội dung công việc theo đúng lộ trình. Sớm triển khai các nội dung tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới để làm cơ sở đề xuất xây dựng các báo cáo trình đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý các cơ quan trung ương và địa phương sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng, tăng cường quan tâm hơn nữa tới hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở để bộ máy này hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân có điều kiện phát triển hoạt động đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất hiệu quả, tạo không khí phấn khởi đối với nhân dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Hội nghị cũng bàn cho ý kiến và phương hướng giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng khác của đất nước trong thời gian tới.